chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay là thứ mấy mấy đứa? Hôm nay là thứ 7. Thôi, anh hỏi thứ mấy thôi. Thứ 7 thôi. Không có cần phải trình diễn vậy đâu. Mỗi lần nghe tới thứ 7 bắt đầu có vẻ như là bị liệu đúng không? Hôm nay là thứ 7. Chính vì ngày hôm nay là ngày thứ 7 cho nên mấy anh em mình sẽ thực hiện thử thách 24 giờ cho các bạn cùng xem. Và đó cũng là cái series được yêu cầu nhiều nhất trong tuần vừa qua. Thì bữa giờ mấy anh em mình nói chung cũng có một chút gì đó tâm trạng chưa được tốt lắm nha các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì làm sao? Lấy lại được tinh thần chưa? Dạ rồi. Nhưng mà lại vắng bóng đi một người các bạn. Còn chuyện vắng bóng như thế nào thì từ từ mình sẽ kể cho các bạn cùng nghe nha. Bây giờ anh có hai ý kiến như vậy. Ở đây chúng ta có hai vị trí để làm thử thách 24 giờ nha các bạn. Thứ nhất là nhà chòi giữa hồ làm bằng tre. Và thứ hai là ngôi nhà dưới lòng đất. Bây giờ theo mấy đứa nha. Thì mình sẽ làm 24 giờ ở đâu trước? Lòng đất trước đi bố ơi, tại lòng đất rồi nó đủ tiện nghi hết rồi. Ủa đâu có thấy trong đó có gì đâu mà tiện nghi mày. Ủa ghẻ, bữa mày có bỏ gì trong đó không ghẻ? Có mấy cái ổ điện chồng. Mày bị ngáo hả? Rồi bây giờ mấy đứa quyết định sao? Dưới lòng đất đi Phú ơi. Dưới lòng đất luôn đi Phú ơi. Mình xong làm nhà trò đâu đó. Ở kia chưa nâng cấp xong mà anh Phú. Anh thấy nó cũng ổn ok rồi mà. Coi vậy chứ mấy thằng binh này nó đứng lên đó là sập luôn anh Phú. Ê mày nói em binh mày. Tính ra quên đám mình luôn á. Thế tính ra mày nói anh Phú nữa. Quyết định làm 24 giờ ở nhà dưới lòng đất nha. Dạ. Ngay bây giờ đi thôi. Let's go. Ủa mình đã làm gì hả? Chúng mày cưỡi đây đốt rồi ám chút thôi. Lạnh lắm hả? Dạ. Mà mùa này cũng lạnh thiệt nha các bạn. Rồi bây giờ làm sao đây? Chơi theo kiểu cá nhân hay là chia đội nè? Chia đội ha. Rồi đứng dưới bốc thăm nè mấy đứa. Ở đây có tổng cộng là 6 lá thăm. Anh sẽ tham gia cùng mấy đứa luôn. Bây giờ ở đây có hai số, số 1 và số 2. Ai trùng số sẽ là đội của nhau, được chưa? Dạ, cầm giùm anh cái giỏ coi. Banh ra. Đó. Thả phiếu vô đây nha các bạn. Rồi, không nhìn nha. Có thấy gì đâu mà nhìn anh Phúc. Thấy mấy lá thăm nữa cưng. Rồi giờ tôi bay bốc đây. Một thăm. Nâng cấp bốc nhanh coi. Bốc trơn. Dạ. Rồi nhả bốc đi. Anh còn bốc luôn. Rồi mấy đứa đưa thăm của mình lên đi. Nhả số mấy? Nhả là số 1. Thật ghẻ. Trời ơi. Rồi, cưng đôi của nhã rồi. Trên lùi. À, trên lùi số 2 nha các bạn. Rồi, đẳng cấp đâu? Wow, đẳng cấp số 2, trung đội với trên rồi. Yeah, bạn nhân tuần số 2 yeah. Để anh coi anh số mấy nha mấy đứa. Anh số 2. Như vậy là anh sẽ là đôi của đẳng cấp và trên lùi. Chuyện này. Hòa thượng là số mấy? Số 2. À, hòa thượng số 1 các bạn. Như vậy là ba thanh niên này sẽ cùng đội với nhau. Ba số 1 nha các bạn. Còn bây giờ là ba anh em mình sẽ cùng một đội với nhau là số 2. Rồi bây giờ biết đội của nhau rồi đúng không? Dạ. Giờ vô lều với Vĩnh Phúc. Đâu được vô lều liền. Nếu mà vô lều nữa thì không gọi là gì hay nữa đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thử thách nữa. Đó chính là bốc thăm ai ở ngoài và ai ở trong lều. Em thấy vụ này hơi căng rồi đó. Sao căng? Ở ngoài nắng Vĩnh Phúc. Tất cả chui vô trong cái nhà tròi dưới lòng đất đó đâu hay ho gì nữa đúng không? Dạ. Bây giờ phải làm thử thách 50 ở ngoài, 50 ở trong. Bây giờ số 1 sẽ ở ngoài, số 2 sẽ vô trong lều. Yeah. Đại diện một người của mỗi đội ra bốc thăm. Rồi hai đứa tụi xì có ai bốc? Rồi, hòa thượng bốc nha các bạn. Bên mình ai bốc đây? Em. Sao, đẳng cấp đồng ý không? Đói. 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 Người ta hỏi đồng ý không mà cứ la từ đói là sao đẳng? Lẹo lưỡi. Đói hả? Ok, vậy là ngày hôm nay đói rồi đó. Anh chung đội với cưng luôn á đặng. Tù xì luôn, ai bốc trước? Vô. Hòa thượng bốc trước, rồi. Bốc trúng xong số 1, anh cười xỉu. Thiên lý nhãn. Ừ, thiên lý nhãn đâu, bốc đi. Ờ, một cọc luôn kìa. Một phiếu thôi nha. Cơ lên. Rồi, đẳng cấp, bốc đi. Ở đây có tổng cộng là 6 lá thăm đó các bạn. Nếu trùng số thì bốc lại nha. Mở ra, ra coi. Số 2. Rồi xong luôn. Bóc kỹ chân. Giờ nó để ý rồi. Lần nào phải bóc con xui hết trơn. Thôi ở ngoài đi. Dừng. Tình hình là rất là tình hình nha các bạn. Bây giờ con xong. Ủa đâu có vô trong lều đâu. Không luôn, ở kế luôn.
rồi chạy khó khăn giữa đẳng, xích ra đây chút cơ. Chấp nhận chơi luôn nãy. Cứ mỗi lần sau mỗi lần bốc anh uống là chúng ta sẽ lại bốc thăm một lần nữa để xem ai ở trong chòi và ai ở ngoài, được không? Có vẻ sáng nay nắng quá, tranh thủ chưa chưa cho bốc thăm sớm chút chứ Đặng. Đúng rồi. Ở trong này có cho đi ra không Vũ? Không cho đi ra. Yeah. Không cho đi ra. Cái cây đó. Tính gã trong này cũng căng hơn ngoài đó mày. Ai bị bốc trúng chi không hỏi chứ điều kiện chi. Tao đi tiểu Vũ. Nói chứ ở trong này vẫn được quyền đi ra ngoài để đi tới đi luôn. Rồi, còn ở ngoài thì không được quyền vào trong nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng cộng bốc thăm 2 lần để được ở ngoài và ở trong. Ôi mát quá bây ơi. Wow, nhìn mấy thằng vô dưới cương ngoài đường tụi bay. Tụi bay cười đi. Một hồi tụi bay bốc trúng thăm ở ngoài mang nhục nha. Thôi không biết có mang nhục hay không mà trong này sướng quá. Ở trong này thì mát, ở ngoài thì nắng ha. Thôi ở ngoài chơi tụi bay ơi, tụi bay đâu được trong đâu. Mày chặt khía tao hả? Mày chơi gì mày? Tao có làm gì đâu. Đất trên trời rơi xuống á. Chân này nè. Rồi, đây. Mày ngon rồi. Mày. Phá chứ em. What? Phá em. Buồn thiệt chứ, ngoài vườn ta đếm lá rơi, ta buồn ta chém, tả tơi đất rồi. Mày làm gì đã? Lại bắt hôn tao nè, chơi hai pháo lụ luôn rồi kìa. Dạ. Mày hả? Tụi bay rảnh lắm mấy gì mà ngồi đây bắn đất. Chứ mày rảnh quá, mày ngồi đó mày đẻo đất. Giờ có được phép đi ra khỏi khu vực này không Phương? Hoàn toàn không được phép, chỉ quanh quẩn xung quanh khu vực này thôi các bạn, không được quyền đi ra khỏi khu vực này nghe nha. Gọi tình hình cho tắm luôn hả trời? Có làm gì đâu mà tắm mày. Tính ra mày ở giờ vậy luôn hả Đặng? Mày tối nay mày không được tắm đâu mày nói. Ai nói? Anh Phú nói. Ủa anh Phú? Sao? Làm tôi khách đây có được tắm không anh Phú? Không được tắm. Hả? Không tắm dơ sẽ chịu nổi anh Phú? Có làm gì đâu dơ mày. Mày đi ra khỏi khu vực này đâu gọi là hư hết nữa. Đúng không anh Phú? Đúng rồi. Chị lặng vặn ở khu vực ở trong lều và ở ngoài lều. Làm gì nhỉ? Wow, dỡ con câu lên. Cái này làm gì hả? Hả? Cá sấu kìa các bạn. Giờ lên. Vàng. Cống cưng rồi, giờ lên. Cá to nha. Phụ tôi to đâu ai? Tao không thấy gì nha. Đang cứu đang. Tôi đang bận điều khác rồi. Ủa mình đang khắc cái gì vậy hả? Tao đang cắt một thứ mày không biết đâu. Mà chính bản thân tao đang khắc, mà tao không biết tao đang cắt cái gì nữa mà. Quá ghê. Một nhân tài nằm trong lá ẩu. Thôi anh kia ghẻ ơi. Mày thả chi vậy hả bên kia? Em biết, tao đâu biết gì đứng sau đâu. Thôi vô liệu bê ơi, nắng quá à. Cho tao nói ngoài gịch đất đi. Cho tao vô ké đi bê ơi. Nắng quá à. Thôi mày bốc hôm nào chơi hôm đó đi mày, chơi đó phải play. Mày làm gì nắng nỉ nó dữ đã. Chứ mày không thấy nắng hả? Dăm ba cái nắng này là nhầm nhòi gì. Mày thấy không, tao nhăn nắng cái gì da tao đen thấy không? Da mày như da trâu mà còn nói gì nữa. Còn da tao nè, mong manh dễ vỡ nè. Đâu có hơi nắng rồi đâu mày. Ê tính ra đâu có phải mình tao với mày đâu. Còn anh Phú chi mày? Ý mày nói anh Phú da trâu luôn hả? Ê tao không nói nha, cái đó là mày nói nha. Ê bỏ mày chơi kìa mày. Hút nó liền. Hút mày kéo. Đi đi đi, đi vô liều, đi vô liều. Đi. Cho mấy nó ngoài đi, đi vô liều. Đi. Bò xuống đây chơi bò. Đang với bọn tụi này là toàn thường rồi. Đây mới là trên đường. Mày ơi em mày đẩy kì cục quá. Mày đẩy kì cục. Mày đẩy kì cục quá. Không ai được đến hồng răng trắng tên. Em lấy bao rồi là em đậm ngoài. Ai cái bà đâu góp chứ bên quyền đang ăn. Ê mày có đăng ký bản quyền chưa? Hát bò. Ông anh tao lên hồng răng trắng trên đó. Dạ ê. Là em đậm mình. Đầu tiên em gặp đồ đinh. Đồ đinh nó húi anh. Mà từ từ cho hẳn luôn với tình. Bò hụt hoài xuống vô. Tiếc. Tiếc luôn. Ông anh tao lên hồng
măng cho. Rồi sống cho. Hát đi hay mở lời cho nó mới biết. Sao mà chú ra cho mẹ thế năng cho vào trong trời mà em đây rồi. Thầy em hai cây đầu ra mà. Về ra ngoài. Giờ mẹ cho nóng cho vào trong trời. Nháo cái việc gì nhấn tay, nhấn tay con chốt lại. Bò ơi, ra chơi với tụi anh nè, đừng vô đó. Vô đó là mấy đó hôn xệ má em luôn á. Ông anh đầu tiên không ăn trong kinh. Nên đâu không ra là em đọc mình. Đầu tiên em gặp đầu linh. Cô chú có trời, tôi hiểu không? Có trời. Có trời chứ, đầu, xảy chứ đầu. Nghe xứ cái đầu. Không có chi. Đội mình kết nạp thêm thành viên mới là boss nha. Lên làm răng chắc tin. Đâu ngồi xuống. Lan bó nhảy nè, anh thấy nè, Lan với Phùn từ này là tầm người nè. Ê, mới là thiên đường. Tôi chưa kết để mình tay. Nhảy bò, anh hát cái bò nhảy nè. Trời ba anh tân năm tháng tư về. Tới ngay về chung rồi. Để lại chơi chung với bò mày. Để chồng anh chúc mày. Đi đi đi. Lần đầu tiên em gặp đầu đinh nó thúi. Quay. Trời ơi. Anh kè bắt chơi bắt quà hả? Ok. Mày có mua bán quyền chưa? Mày có mua bán quyền chưa? Chưa. Mày tao đăng ký từ 10 năm trước rồi đấy. Quá. Do lúc này đành lại rồi đào. Công nhận ngồi ngoài này trời nó hong hong khó chịu quá các bạn ơi. Ê nó bụng của tụi bay ơi. Bốc thăm đi Phú ơi. Bốc thăm ăn uống xong là bắt đầu mấy em mình sẽ bốc thăm lần thứ hai về vị trí ở trong lều hay ở ngoài nắng nha. Rồi bắt đầu bốc thăm đây, mượn cáo của nhà ngáo đi. Rất là nhiều lá thăm ăn uống nha các bạn. Rồi nhà ngáo bốc trước đi. Bốc chúng chơi xoài coi nhà. Chả cá cao cấp. Yeah. Rồi tiếp theo tới đội của mình tới chân lùi. Rồi. Cái gì đây? Trời ơi, anh vừa nói xong bốc chú xoài luôn. Trời ơi, ăn ngon. Sao trên chân này nó xui xui sao đặng ha? Bở anh muốn không biết gì hết trơn á. Sao vậy? Chúng đội ăn chân là thúi cả năm luôn. Rồi em bốc. Okay. Làm gì đây? Pizza thập cẩm. Yeah, hai món còn ngon luôn. Rồi tới là đẳng cấp. Đẳng cấp món gì? Đẳng cấp thì một thăm thôi. Nhanh còn lẹ lắm nha. Này, nó cho. Chả lụa quét. Oh, cực kỳ ngon. Xoài chả lụa quét. Ôi giời. Cười người ta đi, không biết cưng mắt chúng cái gì đây. Đậu gì? Đậu que. Đậu bắp. Cười cười hôm trước không sao cười cười cưng ơi. Rồi bây giờ cầm chanh bốc. Anh bốc là nhanh lắm, mấy đứa không có cần gì mất thời gian cho nó. Đây lấy một thăm thôi. Mở ra coi coi. Khoai lang. Em biết mà. Cười cười hả chứ sao cười cười. Ở nguyên đúng thăm luôn, bốc không trúng trúng gì, trúng khoai lang trời. Rồi để dành thăm đó chiều bốc tiếp. Rồi bên nhận áo đâu? Đậu bắp. Đậu bắp hả? Rồi ba trái đậu bắp. Cầm hai của mày nè. Chả cá cao cấp. Chả cá cao cấp đúng không? Cầm đi. Chả cá cao cấp. Yeah. Cực kỳ ngon luôn trời. Nè, hai miếng. Pizza thập cẩm. Pizza thập cẩm. Yeah. Wow. Rồi, về đồ cố gắng đi. Tại em hạnh phúc. Em gì độ của mình chứ em gì? Đừng coi coi. Độ của mình xoay nè. Thì nó lạnh nó cứng chứ anh Vô. Anh bỏ tủ đông đá mà. Cái này trội trâu chết luôn á. Đào thử chưa? Đây. Ôi nhớ. Hai bịch chả lụa quết cực kỳ ngon luôn nha các bạn.
khoai lang. Đó, khoai lang được một cụ à. À, hai cụ khoai lang. Rồi, mang ra đây tí nướng ăn. Giờ mấy anh em mình bắt đầu chế biến ăn thôi, chưa rồi, đói quá. Làm gì trước giờ mày? Chiên pizza. Wow. Ôi, chưa còn. Ôi, xúc xích. Pizza thật cảm như xúc xích kìa. Đừng để chảy khuôn mày xuống mày. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Thôi thôi, tao thích ăn pizza nhất trên đời luôn. Không phải mày đâu mày, tao cũng vậy mà. Ôi thơm ghê luôn mày ơi. Giờ đội mình chiên khoai lang với lại chả lụa quét nha các bạn. Mày xắt khoai lang ra tao chiên cho. Ê, mày cắt cho tao cái gì vậy? Thì tao cắt cho tao ăn mà. Mày cắt gì kì á, này giống cho heo ăn chứ phải cho người ăn đâu. Chúc mày đừng ăn nghe. Rồi chín đây nè. Đó, thấy không? Phải làm gì nè. Thôi thôi. Này ba. Nhảy xuống cho anh chạy xuống luôn. Ok. Wow. Mình chiên nghe kể ăn, không là khác là nghỉ ăn luôn á. Mày yên tâm đi, khác cũng ăn nữa. Đang đói mà. Chạy ngon ăn các bạn. Sao anh muốn cho nó 2 tảng cho nó 3 hằng bay? Kiểu như là tao ăn một tảng, còn tảng kia 2 hằng bay chia đôi á. Trời, mấy thằng khôn như mày trong lớp tao đầy. Rồi, chiên kiểu gì kỳ quá. Kỳ vậy mày? Chiên gì để khét lùi lùi vậy hả? Ý, nhầm nhòi ba cái đó khét con miếng mà. Tí nó ăn với mình đâu ăn đâu nhỉ? Mày được. Kiểu mới hả? Five minutes later. Dạ ăn chưa hết bạn ơi, quá đói rồi. Đợi chi pizza ăn đi. Xé đại ra đi mày ơi. Ăn kiểu nhà hàng năm sau. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Wow. Đại chứ các bạn. Coi đợi anh kia không có pizza ăn quay. Bất hệ đi. Mày có pizza, tao có khoai lang chiên này hết chưa. Wow. Mày muốn con chả coi. Cắt cho miếng nha. Nhiều quá không nổi. Ai ăn không nổi cho tao biết nha mày. Thôi mày nghỉ đi mày ơi, tao ăn nổi. Thật, mày ăn đi mày nhớ rồi luôn á. Không biết rồi. Nó ngọt không? Nó ngọt ngọt. Sao chả cá này khác loại chả cá mình chứ mày? Chả cá này trong siêu thị mà mày đi so với chả cá mình làm ngày so sánh khôn mới ghê luôn á. Ủa nó đi ra kịp chả cá không mày? Chả trái xoài ăn luôn đắng. Đang cắt này mày. Gì chả xài được bằng nước không vậy? Phú ơi, xả thúi rồi anh Phú ơi. Cái kì vậy? Nhưng ba mấy trái xoài này ăn gì nữa, mềm sụm luôn trời. Thôi đội mình cũng mời các bạn ăn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon mày. Ngon. Ăn lên Phú, ngon lắm Phú ơi. Ngon không? Ngon. Đói quá rồi, đói rồi. Giờ không kêu anh cũng phải ăn nữa. Ông anh cầm camera rung muốn chết luôn. Khi nào mà các bạn coi mà cái màn hình nó rung rung là lúc đó tay đang rung vì đói đó các bạn. Hạn chi bây giờ hết camera nó rung. Không phải đâu, tại camera nó bị gì chứ không phải ăn đói đâu cưng. Thử miếng khoai lang coi, ngon không đặng? Ngon. Ăn vậy mới no chứ. Ăn xong ngủ mày ơi. Ừ, ngủ đâu. Tính ra đâu mình không có chỗ ngủ luôn á. À quên, ăn xong có thăm mà. À vậy còn cơ hội. Còn mong được vô số 2, để vô trong liều ngủ nha các bạn. Ủa, bắt đầu thấy nắng rồi đó anh Phú. Nắng không? Nắng thì lắm rồi đó. Khá là nắng đúng không? Mới bốc thăm anh uống xong có năng lượng rồi. Bên trong này đã quá ta. Sao không đã không? Đã rồi đúng không? Dạ. Ra bốc thăm coi ai ngủ trong lều chứ hả? Bây giờ là phút ghê cấn đây các bạn. Để xem coi đội nào sẽ được ngủ ở trong cái lều đó, còn đội nào sẽ phải ngồi phơi nắng. Phơi như cá lóc phơi khô cho coi nè. Đội nào bốc trúng lá thăm số 1 ở ngoài, đội nào bốc trúng lá thăm số 2 ở trong. Để xem coi ngày hôm nay đội nào sẽ có bàn tay vàng nha các bạn. Mượn cái áo của ai gây. Áo em hạnh phúc. Rồi ok. Sắp lên.
Cho cân bắp trước luôn nha. Rồi mở ra luôn đi. Số 2. Số 2. Số 2. Trời đất. Rồi bên đồ mình cũng bốc lá thăm. Nếu được số 2 thì cả hai đôi cùng chui vô trong nha. Tại vì ở đây có tổng cộng là 3 con số 2 mà 4 con số 1. Thì bây giờ xác suất trúng của mình là chỉ còn khoảng 30% thôi. Giờ ai bốc đây? Ba anh em mình. Cho nhuộm cho anh Phú luôn. Anh bốc nha. Em không nhìn đâu. Trời đất ơi. Từ từ đi. Đảo lên. Có thấy đâu mà che. Rồi hiểu. Số mấy? Số 2 rồi. Trùng không? Trùng không? Yeah. Được chưa? Tăng lèo rồi các bạn. Đây các bạn, mấy này mình không có lừa các bạn đâu. Đây số 1 rất là nhiều. Tại sao mà không bốc trúng số 1, toàn bốc trúng số 2 thôi. À số 2 nữa. À số 1 nè. Đây số 1 nè. Không vô, giờ chơi công bằng đi. Sao? Một con. Là sao? Kiểu như đội này ở trong lều còn đội kia ngoài mới chịu. Bốc lại nữa ha. Sáng giờ đâu anh ở ngoài nắng rồi. Không ơi. Ra luôn chứ. Sao chứ nặng? Chơi không? Tao sợ gì mày. Ok luôn. Rồi đưa 7 lá thăm đó cho anh. Phu. Mượn cái áo của thật ghẻ luôn nè. Bỏ vô. Áo em nè. Cho thật ghẻ. Rồi. Bốc luôn hộp. Phu. Sao? Lại bốc chúng 2 số 1 sao? 2 số 1 thì ở ngoài luôn. Bây giờ là lần cuối. Ráng là nhiều. Ở trong lều thì không mở. Đợi bốc lại hả? Rồi đưa qua thương bốc. Vậy bỏ anh bốc trước đi. Bỏ anh bốc trước đi. Bỏ anh bốc trước đúng không? Rồi cho anh bốc cho anh. À, quên thôi, cho đừng bốc. Đặng bốc, Đặng. Chơi nó xui dữ lắm rồi. Bởi em mới nhường cho anh với Đặng mà. Rồi, Đặng bốc Đặng. Ra là ra. Không ra là không ra. Ra số 2 nghe anh em. Số 2, cố lên. À, số 1 đi, số 1 đi, từ giá trời. Con bốc lại đi. Số 1 đi, số 1 đi. Số 2. Số 1. Đi Đặng. Rồi. Còn cơ hội. Bốc đi. Một đi, 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 hai, một. Đâu? Tính ra cân bốc luôn nặng. May mắn quá trời, vô. Yeah. Nó sợ luôn nè, biết ngay đừng rút luôn. Không rút là được nằm chung với tụi nó rồi. Nằm như là Đặng. Đúng rồi, có chỗ nằm này cũng được rồi. Phơi nắng luôn hả? Dạ. Trời. Thôi năn nỉ cho tụi nó chơi vô đi. Mấy đứa ơi. Nói Phúc. Chơi vô được không? Không. Chơi phiệp lây anh Phúc ơi. Tụi bay làm nhà làm đi. Tao ngủ luôn. Quá không ngủ rồi. Mày làm nó mày ngủ được luôn hả? Con ngủ là ngủ à. Ê Đặng mày vô. Sao không muốn mày? Vợ kêu một tiếng ba đi ca đẹp trai đi chú vô. Nè, tụi bay nói gì? Đẹp trai ha. Ba con bay mà đẹp trai, xấu như ma chơi. Rồi nghe mày nhớ mặt mấy tao nghe mày ngoài không đi mày. Ngắn. Vậy phố. Công nhận Đặng siêu sao thiệt chứ. Nó nằm nó mà nó ngủ được luôn kìa các bạn. 3 hours later. Ủa mày làm gì vậy Đặng? Thì tôi thấy nhánh tre nè, chú dặn ná chơi nè mày. Mày rảnh quá ha. Tay chân ở không được hay gì á. Nãy dọc đất rồi giờ tới dọc tre. Chứ tôi nghĩ đây mà ngủ cũng chết. Đang ngủ mà nắng quá các bạn. Mình chạy xuống đây ngồi ké luôn. Ê không có vô nhà tôi nha. Ê tao ngủ ngoài nhà mày nha. Chưa vô nhà mày à. Cái làm gì vậy Đặng? Thì giăng ná này anh Phú. Tìm đâu ra nhánh tre đà hả? Này làm gì vậy? À anh có cách nè. Bây giờ mình rủ đội kia chơi trò chơi đi. Chơi gì anh Phú? Giờ cột cọng thun vô cái bắt đầu mình làm cái ná bánh thun á. Cái bánh vào một điểm nào đó. Coi đứa nào bánh trúng có thưởng. Rồi tiền thể thách đấu cho nó. Nếu mà nó bánh trúng thì mình chung tiền cho nó. Còn nó bánh thua thì nó đổi lại là mình vô trong nó ra ngoài. Được không? Được. Sao chết? Ok. Ê mày. Gì mày? Chơi trò chơi không? Chơi cái gì? Chơi bắn ná nè. Ná đồ bắn ba.
Nè tao có con cái nè. Ủa có thun đâu chơi mày? Thôi á, không có thun sao chơi trời. À, trong cặp của anh có mấy con thun anh Phúc? Sao cũng biết? À em bốc thăm rồi được mấy con thun á. Có không? Có. Có mới nói nha. Thôi có mấy con thun rồi đặng ơi. Ê, cái ba muốn cọc sao đủ? Cọc nhỏ xíu sao đủ chơi? Đủ rồi anh Phú. Anh sợ vô đây không đủ chứ. Không thì lấy con thun quần của em nè anh Phú. Ê, thun quần mày tao không chơi à? Để các bạn chỉ cần vài bước thì chúng ta làm được một cái vận lá nha các bạn. Lá gì bắn mày? Đây, thiếu đẩy gì? Gặp tùm đôi lại rồi bắn. Nè, có chặt ná rồi nè, chơi không? Chơi. Bây giờ thi bắn với nhau được không? Được. Ok. Nhưng mà tụi bay phải cho tao vô liệu, tao mới chỉ tụi bay chơi được. Ok, vô luôn mày. Nhưng mà chơi phải vui nha. Bao vui luôn, nhưng mà có phần thưởng nữa. Được, 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 vô. Vô, 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 vô. Ê, đằng kia không có vô, đi ra. Mày không được vô. Thôi, cho đợi tao vô luôn đi mày. Nhưng mày ra luôn. Không, mày ra luôn. Thôi chơi mà ngồi đỡ đi chơi. Nó chưa cho mấy anh vô đi, mấy anh chị cho chơi nha. Nhớ đi. Chị ok. Cho lưng anh Phú nha. Cho lưng nha. Ra mày. Thằng nào không cho tao vô bắn lũng lỡ nha nha. Sao đội bên kia tình ngủ chứ? Rồi. Ngồi dậy đi. Bây giờ mục tiêu của chúng ta sẽ là một cái lon bia này. Được chưa? Okay. Sử dụng cái chặt ná đâu rồi? Đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái chặt ná tự chế này để bắn đổ cái lon. Đội nào bắn ngã lon nhiều nhất thì đội đó sẽ là đội thắng cuộc và sẽ được dẫn đi ăn mì cay và cộng thêm 10 lít trà sữa. Yeah. Được không? Được. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi ai bắn trước đây? Bắn trước cho. Sushi. Bởi muốn đời tù vợ mà cứ phải đặt tù. Mục tiêu của chúng ta sẽ để ngay đây. Các tuyển thủ còn lại hãy ngồi vào vị trí ngay vạch mức của mình. Bây giờ vạch mức của chúng ta là ở đây nha. Chị được quyền ngồi bắn được không? Được. Mục tiêu của chúng ta là cái lon bia. Sẵn sàng chứ nhỉ? Được rồi. Mày trong đen rồi đó, phải cố lên. Rồi, để xem cái đội nào sẽ là đội thắng cuộc trong ngày hôm nay. 1 2 3 không chắc rồi. Người tiếp theo sẽ là Hòa Thượng. Chúng ta cùng chờ xem Hòa Thượng có bắn trúng hay không nha các bạn. Hút luôn. Người bắn cuối cùng của đội nhà ngáo. Đưa thật ghẻ có bắn trúng hay không. Chúng ta cùng chờ xem. 1 2 3 hút. Đánh lượt đội mình các bạn ơi. À nhìn một phát là lên may nha. Coi kỹ năng đi bắn cò với người ta. Dạ. Hụt luôn. Này thì kỹ năng ơi chúng tôi. Gà mày ráng rồi. Đắng bắn chút là con mắt nó cũng bị lé rồi. Mày im đi, mày coi tao bắn nè. Ê đắng giờ mà mày bắn trúng cái lon đó là mày yêu nhàn đó. What? 1 2 3 hụt. Cái này bắn dở quá, con anh bắn nè. Cái thanh niên này sao mà bắn dở chứ không biết. Nè nói sao dở nhìn anh Phú nè. Phú bắn là phát nào phát đó dính này. Cái cây các bạn chỉ cần bẻ cụp lại thôi các bạn. Rồi bắn bình thường thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi, tí xíu là trúng rồi chạy. Và bây giờ là lượt bắn thứ hai. Để xem nhà ngáo của chúng ta bắn trúng hay không nha các bạn. 1 2 3 Hay quá nhảy. Chúc mừng nhà ngáo. Wow, nhà ngáo bắn trúng rồi các bạn. Móp lon luôn. Quá dữ. Lấy đạt lại. Và một điểm đầu tiên đã thuộc về đội của nhà ngáo. Nhà ngáo là người đã ghi điểm đầu tiên các bạn. Yeah, các bạn thấy mình bắn kêu. Để xem các bạn thương bắn trúng hay không, chúng ta cùng chờ xem. Quá rồi, chúng ta cùng hãy xem qua lần. Trúng luôn rồi. Chúc mừng Hòa Thượng. Trúng mà sao không lật lon ta? Nhưng mà nó có dao lon không? Có các bạn, nó sượt cái sẹt cái luôn. Yeah. Ok. Như vậy là 2 điểm. Bây giờ tới thật ghẻ của chúng ta. Để thật ghẻ có bắn trúng hay không chúng ta cùng chờ xem. Ok. Như vậy là 2 điểm thôi các bạn. Tụi bay sẽ xem tôi đây. Vô. 1 2 3 Ok. Đụng gà của xã hội.
Xua ra mẹ ơi. Thôi, người tiếp theo đó chính là đẳng cấp. Cố lên nặng người. 1 2 Sao luôn biết rồi. Yên tâm đi. 3 Nó làm cho mèo vậy nó báo thuộc chết à. Hay quá đẳng ơi, chúng rồi. Nói vậy, vừa nói vậy, vừa nói vậy. Vừa nói vậy. Vô, ăn chung vô. Ok. Thì ok, anh không trúng thì cưng thắng, bình thường. Chị Huy cười nè. Ừ, cười. Trúng rồi. Yên tâm, trúng nè ơi. Em chị Huy. Đang định dụ mấy thanh niên này để bắn thắng đi vô trong lều ngồi chơi. Thôi coi như phần thưởng mì cay với lại trà sữa, coi như nó chơi thôi. Nó thiệt. Thiệt. Rồi xong nhiệm vụ rồi, anh với mấy đứa này ra đi. Như vậy là đội của nhà ngáo, Hòa Thương và Thật Ghẻ đã thắng trong trò chơi bánh ná vừa rồi nha các bạn. Ngày mai anh sẽ dẫn mấy đứa anh mì cay và đi uống trà sữa, được không? Được. Rồi bây giờ trả lời cho mấy đứa nha. Mừng quá, nãy giờ dụ tụi nó vô được chút xíu các bạn. Chiều rồi các bạn ơi, giờ bốc thăm tiếp nha. Dạ. Tiếp tục ra đây bốc thăm đi. Sao mấy đứa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ sẽ là bốc thăm cử chiều nha các bạn, để xem coi đội nào sẽ ăn được đồ ăn ngon ở đây. Hòa Thượng đang giữ rất là nhiều lá thăm may mắn ở đây nha các bạn. Rồi anh chấp đội cưng bốc trước luôn, bốc trước đi kìa. Gì đây? Sẵn. Đâu? Đâu? Cũng sẵn. Rồi cho nhà ngáo bốc luôn. Rồi. Gì đây? Bánh đa tô mè. Yeah! Rồi, bánh đa tô mè khá là ngon nha các bạn. Em không? Em mà em từ từ, em đang giữ thăm bay cho cân bóp trước rồi tới trên lùi. Trên lùi. Dạ đi đâu? Có nước uống rồi anh em à. Nước gì đây? Nước cam khổng lồ. Nước cam khổng lồ. Yeah! Có nước rồi, sáng giờ mới có nước uống các bạn. Tiếp tục tới đặng. Bây giờ mấy em mình cần nước đúng không? Nha. Yeah. Rồi, đẳng cấp bóp chúng gì đây? Bóp nước luôn đặng. Bốc hết nước cho con quà khỏi bốc luôn. Thanh Long. Bỏ ra cho mọi người cùng xem đi. Xúc xích. Xúc xích phô mai. Yeah. Rồi tên Phú nè đúng không? Rồi anh bốc thăm thôi chứ có gì đâu mà. Để xem coi cái gì trong này nha các bạn. Em gỡ cho. Bỏ ra. Cái gì đây? Nước C2. Yeah. Vậy là ngày hôm nay mấy anh em mình thoải mái nước rồi. Chờ tới quay có cho tao vô lều không? Với một đề nghị, chia nước này tao cho vô. Ok, chia luôn. À, vậy chia cho ba anh tao là ba chai C2 được rồi. Không đồng ý mày. Ngồi dưới áo ngoài nắng luôn đi mày. Đội của nhà ngáo là xúc xích phô mai đây. Yeah. Tiếp theo. 6 cây. Rồi hết rồi phải không? Củ sắn. Củ sắn đúng không? Củ sắn đâu? À, nhiều lắm không? Củ sắn nhiều lắm không? Đúng rồi, củ sắn nhiều lắm. Đó. Củ sắn của đội em đây. Củ này giờ đem ăn không còn ngon luôn thôi. Nước trong bánh đa luôn. Bánh đa. Bánh đa tô mè. Yeah. Rồi mang về nướng anh đi. Yeah. Đội mình ha. Đội mình có nước uống nước đỡ đi cưng. Đề hai. Cũng bù trừ được chút chút ha. Thôi. Mình nhờ nó chạy hai quốc luôn anh Phú ơi. Đây các bạn. Một chai nước cam khổng lồ để dành tối mấy em mình uống tiếp. Còn Thanh Long thì được mấy trái, anh đỡ đi. Tụi mình đỡ chế biến mày. Mình ăn với uống không à, hỏi mình chế biến. Đỡ cực. Nhưng mà có điều hơi nắng hay cực. Sao bây giờ cho vô trong lều không? Không. Sao vậy? Cho thử lấy luôn. Rồi hộp quẹt đâu anh luôn. Không có cho hộp quẹt luôn. Có bếp ga nè. Ha, có bếp ga nó mồi lửa các bạn. Sáng giờ đứt giờ chai rồi. Thôi ba cho nước uống rồi mày ơi. Thôi cho đội kia vô lều đi, mày có nước cũng đỡ rồi. Vô, 1, 2, 3, vô. Cho hủy khói chết luôn. Dạo này thiếu kinh tế quá, toàn là bánh không à. Biết sao nó mà. Không, dạo này vô vô cứ lộng hành quá nhiều. Kể mày ăn Thanh Long nè. Trời, Thanh Long người ra khói luôn rồi. Ờ, ruột trắng. Dạ khói luôn kìa anh em ơi. Thanh Long mày gì kỳ trời. Ăn uống như tầm này đã. Sao kỳ vậy Phú? Anh không biết tại sao nó bị gì kỳ vậy ta. Sao nước không vậy? Chả hiểu.
Anh bỏ tủ đá hay tủ đông nha? Anh bỏ tủ đông. Anh thấy gì đó sai anh phụ. Sai là sai là sao? Anh Long nhìn bỏ từ tủ đá. Nó ra vậy là đúng rồi nè. Ăn uống gì nữa mà gớt. Nè nhìn tao nè. 1, 2, 3. Cái cá luôn đi. Thôi uống nước trừ cơm các bạn ơi. Những chú sức khô hoa em coi. Ê dạ dạ. Mày có thấy tội cho mấy hàng vô gia cư không? Tội gì? Có hai trái anh Long mà cũng bị hư nữa. Bởi cuộc đời đã sắp xếp rồi các bạn. Vừa ngoài nắng mà vừa bị hư cái lông nữa. Đồ ăn cũng không được ngon nữa chứ. Giờ đó đi đó. Tối tao tụi tao có nước uống mày. Nuôi lên đây. Chế miếng cái đệ tử. Vô mày. Vô. Quá ngọt. Rồi cưng rót ly con uống đi. Trời ly cưng đâu? Rót vô nắp uống được luôn hả? Được. Vô. Vô. Hai ba. Vô. Vô. Vô chứ. Rồi vô mấy đi đứa ơi. Ủa sao nó mềm với trời. Nè lột vỏ nè. Ừ căng cay kìa. Rồi cô sáng bỏ tủ đông đá ngon lắm nha các bạn. Lạnh. Miếng ơi, đang khát nước cũng chết đây nè. Ghé lên miếng mày. Ăn rồi, muốn ăn luôn. Tối nay mấy anh em mình sẽ không có bốc thăm ở ngoài hay ở trong nha các bạn, mà mấy anh em mình sẽ ở chung ở trong cái lều luôn. Ở ngoài lạnh lắm, không dám ở ngoài đâu các bạn ơi. Cho buổi tối với mình hơi sợ sợ nha các bạn. Bánh tráng nướng nhìn đẹp quá các bạn ơi. Wow. Buổi chiều có mấy anh em mình là bánh đa nè với xúc xích phô mai. Mời các bạn luôn nha. Mời các bạn nha. Lừa mình á đó. Hồi lúc khi kia quá. Ăn cái này hồi khát nước chết luôn mày. Nãy tới khi mày ăn củ trắng đi mày không chịu ăn. Thôi nhận khác luôn. Chấp nhận chơi chấp nhận chịu. Thử miếng bánh đa tôm coi. Ê bánh đa này ngon hơn cái nhà tao bán này. Bánh đa tôm không ngon gì ba. Đậu này kia có nước mà ngoài nắng bốc hơi hết à. Tối cầu xin bốc chung nước nghe tụi bay. Vô ăn ở đâu mày ơi. Mày nói cho hai vô. Chính tay mày bốc củ sắn luôn á. Trời sập tối rồi các bạn ơi. Đó bắt đầu mấy thanh niên kia chui vô bên trong. Bắt đầu giỡn rồi đó nha. Đặng ơi. Hả? Kỹ sư điện sửa lại điện giùm anh đi. Anh thấy cái mạng nhện kia chưa được dắt lên kìa. Thấy nó treo lụng lặng kìa quá Đặng. Hôm nay em bị nghỉ rồi. À nghỉ phép hả? À. Nè anh á. Không phải gì anh nói cho mấy đứa nghe nè. Thấy nó có sai sai chỗ này không? Cái đường đi vô mà mấy đứa căng dây điện như vậy đây. Chú lỗ đại luôn. Cái đường này mà. Cái đường đi vô nè. Đứa nào tạo cái bậc tam cấp cho đã rồi đi vòng đường này chứ vậy? Không tạo đâu. Nhà có một đường vô mà nó chặn dây điện vậy chẳng khác nào nó cấm người ta vô. Còn thanh niên nào đi quay clip mà mang cái dép của mẹ đi đây. Em rất vú. Trong này bóng nào cũng sáng hết các bạn. Có riêng hai bóng này nó không sáng nè. Hai bóng đó không sáng đúng không? Con coi con sửa lại giùm anh cái quà. Ok. Tối nay có đồ gà nướng nè. Đồ người nướng. Mình thấy rai rai có vài con muỗi nó bay vòng vòng nữa mấy đứa. Vậy nó. Bồi em có mền mà anh Phúc. Bồi. Cái mền này một chút là tối nay mấy em mình bốc thăm coi ai lấy cái mền này luôn. Em nghe cái gì đó không, sai sai. Không ai bốc trúng thì lấy kéo cắt cây làm hai. Sao bốc thăm anh uống không? Anh chúc đi hai bốc anh Phúc ơi. À để đó đi bốc ha. Dạ. Mấy em mình đốt nhang hai ngọ rồi các bạn. À nhang muỗi. Anh nhầm. Chưa anh Phúc ơi. Sao? Anh đốt cái nào đó. Mà anh đốt chỗ nào vậy anh Phúc? Anh đốt đằng kia kìa. Ơi, hình như nãy tao thấy mày đứng đó mày đái không kìa. Đúng rồi, tao mới tiểu ra đó. Ừ mày ơi. Sao mày? Vì tao tiểu nó nghe âm thanh gì đó. Âm thanh gì mày? Tao nghe cái xèo cái mày. Rồi xong tao hiểu luôn. Mày tiểu cái nhang muỗi nó tắt luôn rồi đó. Hèn chi nãy giờ muỗi quá trời. Cái lúc lại mày. Mày nghĩ cái motor nó mạnh cái nào không? Nó tiểu ướt cây nhang rồi sao đốt. Tao đang rảnh tao kể tụi bay nghe câu chuyện nào. Chuyện gì mày?
Bọn hổm tao với cha tao đi soi ếch đêm phải không? Đang soi tự nhiên thấy ếch cho bá cái đùi vậy nè. Tao chưa kể mày cười gì vậy? Mày cười gì vậy? Có gì đâu mà cười với gà. Quý hoài nhưng chân cho bé tao kìa nha. Bỏ cái tật nghe, đưa chân như là mũi tao mày không gửa gì thua dưa. Rồi sao nhả, kia tiếp nhả. Tao cha tao thấy đang soi tự nhiên thấy ếch cho bá luôn. Rồi có chụp nó không mày? Bất gì mày, lúc đó tao thấy ếch bự quá cho bự luôn, bỏ chạy luôn. Mà công nhận cha tao chạy nhanh thì chứ. Tao mới nhìn ra sau, cái nhìn lại thấy cha tao chạy mất tiêu rồi. What? Rồi con mày sao? Mày nghĩ đi, cha tao chạy thì tao chạy chứ sao? Đó đi ngủ đi ghê ghê sao vậy? Tao có mệt, tao không sao. Chơi nó chuẩn bị kể câu chuyện ghê lắm. Nghe ông bay. Nghe yeah, kể đi, mấy tao chụp mày lại. Em đi tao kể cho bay nghe nè. Ủa tao đi dân lúa thấy cái nhà. Thấy không có thấy nhà hết trơn, mà nghe tiếng đập chén. Bay ngang nó đập cái thứ hai. Ông ngồi vừa cuốn câu xong ha. Cuốn cái thứ tư. Ông kẹt gieo. Chém vô. Chìm xuống luôn hả? Chìm xuống luôn. Nhà ông đó không có ai chơi vắng nhiều. Nhìn nghe tiếng đập chén ha. Tao kể thiệt đó, phải giỡn đâu. Mình thề nghe các bạn. Này là sự thật. Mình thì nghỉ học lâu rồi. Ở nhà mình phụ ông bà nội kiếm tiền nha. Ủa ba mẹ mày đâu chơi? Thì ba mẹ tao có duyên mày ơi. Mỗi người tìm cho mình một tình yêu mới rồi. Ủa vậy là mày sống với ông bà nội mày không hả? Đúng rồi, tao sống từ nhỏ luôn á. Lúc ba mẹ bỏ tao đi mới có 1 tuổi à. Sau này tao lớn lên ông bà nội kể tao mới biết. Sao đổi chưa mấy đứa? Rồi. Rồi đổi thì bốc thăm thôi chứ giờ làm gì giờ đúng không? Dạ. Anh uống nha các bạn. Thăm còn rất là nhiều nha các bạn. Anh Phúc, nhả làm gì kìa anh Phúc? Hôm nay thầy trên núi chiếm lộn xong rồi thầy mới xuống. Tối nay nhả không hồn nha nhả. Tiền thầy mượn cáo rồi nhả bỏ thăm vô luôn nha. Này. Rồi sao nữa nhả? Rồi nhả cho mọi người bốc luôn đi. Rồi trên bốc trước đi trên. Mời cho mọi người cùng coi luôn nha. Dạ. Để xem coi tối nay mấy em mình sẽ được ăn uống gì đây. Đâu không? Đâu không? Tới hòa thượng. Giữ đi một chút lạnh quà. Lá xì bùa, cà na xì mùi. Dạ bịch cà na. Yeah. Bánh mì. Yeah. Chúc mừng đồ của em một bịch bánh mì. Tên Phú luôn. Rồi ăn luôn nha. Ok. Xúc xích hồ lô. Cái xúc xích hồ lô rồi các bạn. Tới em luôn nha. Rồi tới nhà ngáo luôn đi. Anh cầm ra bóc. Hai ba em bước lên đồ hành gì. Em đang nghe câu chuyện. Mày bóc cà xô nè. Hát tù vơ cái gì đây? Phòng tôm. Đâu? Lật ra coi. Phòng tôm. Xin chúc mừng đồ của em. Rồi tiếp theo đặng cá bóc. Thơm. Trung nước đặng ơi. Đặng ơi. Mà là kệ nó phải luôn. Trời. Cái gì đây? Rồi bánh ra. Bắt ra. Dĩ đặng. Nước chanh muối. Yeah. Yeah, tối nay đồ ăn của mấy em mình rất là may mắn các bạn. Rồi, mở luôn đi. Đi. Để xem coi, phiếu cuối cùng luôn đó. Nghe thôi cũng biết rồi. Gì đây? Kẹo chuối. Kẹo chuối hả? Vâng, xin chúc mừng đồ em có kẹo chuối anh rồi. Rồi, đặng lên kia lấy bọc đồ ăn xuống anh chia cho. Đây là bịch bánh mì cực kỳ ngon luôn các bạn, bên trong có bơ. Đây là dạng bánh cao cấp đó. Tiếp theo, kẹo chuối đúng không? Bịch đó luôn phải không Phú? Đúng rồi, kẹo chuối thì nhiều lắm. À, cái đó không phải của cưng, còn kẹo chuối của cưng là đây nè. Anh hai, kỳ quýnh Phú ơi, sao có 3 cục hả anh Phú? 3 cục đủ 3 đứa thôi đúng không? Đúng rồi. Đôi mình có 3 người mà, phòng tôm. Rồi mang phòng tôm về trên ăn đi. Hỏi chia cũng bị đủ biết rồi. Rồi bên mình đây các bạn. Xúc xích hồ lô mà anh bóc đầy cực ngon luôn. Tiếp theo là đậu phộng, tỏi ớt, chân lùi. Quay, anh nó lấy gì cả? Lấy gì? Đồng hoàng. À chơi đồng hoàng nghiêm túc, đúng rồi. Tao dạy mày một lần cuối cùng cũng là một cùng cuối cùng. Lấy phải lấy 3 chai chứ không được lấy 1 chai. Hết chưa? Đây cái này nó dính mà. Mày chiên cái gì văn ngay mỏ đâu nè. Ai biết không mày? Nó tự văng phải tao văng đâu. Bữa kia mày nhớ dích cục than cho mỏ tao không? Đỡ thôi mày ơi. Lẹ lẹ đi, đói bụng lắm rồi đó. Từ từ mày. Đợi mình bắt đầu chiên phòng tôm các bạn ơi. Bỏ vô ghẹ lẹ ghẹ. Thằng này ta. Gô ghê ui. Mở lại coi. Mày thấy có gì sai sai không? Gấp ra, gấp ra.
Nào dù cái nắp vừa lỡ tay chú không cảm khu một thấy không cao vậy nè, nó tăng lên thấy không. Ừ, một cái chín kìa quà cao, một cái chín nào, một cái chín là quà quần đế chín kìa quà cho em chín nè đặng trai cưng nè. Rồi giờ mấy này mình ăn thôi các bạn ơi, mời các bạn nha. Vậy thì dính chùm không trời, em không làm luôn đúng không em. Ôi trời ơi, nó ngon các bạn ơi, mời các bạn nha. Ừ. Mấy đứa ăn thèm quá các bạn ơi, làm thử cục nha. Ủa đồ ra đây đi, đường đây, ok. Đồ không cay lắm nha. Ăn mừng cho lá thăm may mắn có nước nha các bạn. 1, 2, 3, vô. Đồ bên kia tối nay không có nước, không biết sao đây. Khách thời gian các bạn ơi, bánh mì quá. Wow, nhân phô mai vậy á, miễn thiệt mấy. Ui dồi, đúng ngon rồi các bạn ơi. Kem chua chua. Ừ, đã lần đầu ăn luôn hả, mẹ ăn thử đi. Như bánh mì sandwich buồn thiệt chứ, chúng bằng kẹo chuối nay số mày xui rồi chứ mày cũng có hên đâu mà. Ê, tao bóc chúng bánh này mày đang ăn luôn á. Ờ quên nó nhả vậy, mày bóc chúng kẹo luôn á. Mày bóc trúng gì? Con tôm. Ôi trời ơi, bảy mươi chui rồi. Mẹ ăn sô-cô-la nha. Chuyện kiểu gì mỡ đen như sô-cô-la hả? Giống sô-cô-la luôn chứ đen gì nữa. Sáng rồi các bạn ơi, tối qua mấy nèm lạnh quá, lấy mền đắp về cộng luôn các bạn. Mùa này đang là mùa Noel, sáng lạnh lắm các bạn. Mấy nèm chùm mấy lớp mền luôn mà vẫn thấy lạnh á. Đừng 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 vui lạnh lắm. Đó, các bạn thấy đó. Nhìn ghẹ này. Mình đã tận hưởng một cái mền các bạn. Đập ke hắn cuốn hết cái mền về hắn luôn. Thì cái tình là tối tôi đang ngủ nào giật cái mền ra lạnh chân muốn chết luôn. Quỷ đẳng chứ ai. Em cũng bị lộ ra nguyên mình luôn nè. Nói gì cái chân lạnh muốn tiêu cà riêm luôn à. Sao tỉnh chưa? Thực sự nằm dưới hố dưới đất khu vực như vậy lạnh lắm các bạn. Tóc đẳng sự nghi cứng đầu chết luôn. Sao nhỉ? Tối mấy cục đất cái này cứng đầu luôn. Bởi vậy mấy đứa mới trải nghiệm được cái cảm giác lạnh lẽo khi mà nằm dưới đất. Vậy chuẩn bị rửa mặt đi về đi học nè. Nếu các bạn yêu quý team thì hãy để lại một like, một chia sẻ, nhấn vào đăng ký và đừng quên nhấn vào chuông để theo dõi những video mới nhất của team mình nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye.